Ông Nguyễn Huy Bang và Lê Bạch Hồng, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được cấp phúc thẩm tuyên giảm án từ 9 đến 24 tháng tù. Sau 3 ngày xét xử, chiều 21 tháng 2 Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm với 5 cựu cán bộ gây ra sai phạm tại Tổng Công ty Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Bang nhận hình phạt 12 năm tù, giảm 2 năm tù so với mức phạt của tòa sơ thẩm. Lê Bạch Hồng lĩnh 5 năm 3 tháng, giảm 9 tháng. Ông Nguyễn Phước Tường, cựu trưởng ban kế hoạch tài chính bị phạt 3 năm tù, giảm 1 năm. Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên hình của cấp sơ thẩm với bị cáo Trần Tiến Vĩ, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, và Hoàng Hà, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp với mức hình phạt lần lượt 3 và 7 năm tù. Năm bị cáo cùng bị kết tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999. Trong đơn kháng cáo, hai cựu tổng giám đốc Bang, Hồng cùng ông Tường kêu oan xong tại phiên tòa đã xin rút nội dung này, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Hai ông Nguyễn Huy Bang và Lê Bạch Hồng ngồi nghe tuyên án chiều 21 tháng 2. Ảnh, Nguyễn Anh. Chủ tọa Ngô Hồng Phúc cho biết, tại phiên tòa sơ và phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không thừa nhận tội danh. Theo bản án, pháp luật không cho phép công ty cho thuê tài chính ALC2 vay vốn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, song Tổng Giám đốc Vũ Quốc Hảo vẫn gặp ông Bang, Tường đặt vấn đề. Ông Tường yêu cầu ALC2 phải có thư bảo lãnh của Agribank và việc này được đáp ứng. Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALC2, vay hơn 1.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trong đó, ông Bang trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho vay, tổng số 630 tỷ đồng, không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Ông Hồng trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho vay, tổng số 380 tỷ đồng. Sau khi thanh toán được một hợp đồng 200 tỷ đồng, ALC2 không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn. Tính đến nay, số nợ của ALC2 là hơn 1.700 tỷ đồng, không có khả năng trả, khiến Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị thất thoát. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ALC2 phá sản. Trong vụ án này, ông Bang phải chịu trách nhiệm về hơn 1.260 tỷ đồng thất thoát, ông Hồng chịu trách nhiệm với 435 tỷ đồng. Bảo Hà Les Block S.